Vâng, thưa ông, có thể nói đến giờ phút này chúng ta đã có được một kỳ hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2019 thành công. Vậy theo đánh giá của ban tổ chức thì cái thành công lớn nhất của hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2019 Hà Nội này là gì ạ? Có thể nói là hội chợ rất thành công, nhưng mà cái mà thành công nhất đấy là nó xác định được là VITM nó là một sự kiện lớn của ngành du lịch, tập trung sự chú ý của cả ngành và nhiều những cái đối tác có liên quan. Và trong 4 ngày hội chợ chúng ta thấy rõ cái sự quan tâm của mọi người là như thế nào. Cho nên là VITM đã thực sự trở thành một sự kiện du lịch quốc gia và mang một cái bản sắc riêng. Đó là nơi mà các người làm du lịch có thể trao đổi với nhau, thảo luận với nhau để hình thành ra cái tương lai của ngành trong những năm tới. Các doanh nghiệp thì làm việc với nhau để tạo ra được những sản phẩm tốt hơn và tạo ra những luồng khách mới hơn. Cho nên là cái sự nhộn nhịp của 4 ngày nó thể hiện đến rằng VITM thực sự trở thành ngày hội của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam. Chủ đề của VITM 2019 của chúng ta năm nay đó là du lịch xanh hướng tới phát triển bền vững. Vậy thì vì sao mà chúng ta lại xác định cái chủ đề này? Du lịch là một ngành nó gắn liền với thiên nhiên, gắn liền với văn hóa truyền thống. Cho nên phải bảo vệ môi trường, cả cái môi trường tự nhiên lẫn xã hội là vấn đề sống còn. Cho nên phát động một cái đợt đưa cái du lịch xanh thành chủ đề cho mọi hoạt động của ngành du lịch làm hướng đi cần thiết và đúng đắn. Hội chợ lần này khi lấy chủ đề là du lịch xanh ấy, đã tạo được sự hưởng ứng của tất cả các doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan. Người ta thấy rằng du lịch luôn luôn đồng hành với xã hội và luôn luôn tiên phong trong vấn đề bảo vệ những cái đẹp, cái hay của đất nước. Và sau cái hội chợ này ấy, thì cái nhận thức đó được chuyển tải về các doanh nghiệp, và những sản phẩm sắp tới của các doanh nghiệp luôn luôn là những sản phẩm phải có yếu tố xanh ở trong đó. Mà xanh là bảo vệ môi trường, là bảo vệ đa dạng sinh học, là khắc phục những hậu quả của biến đổi khí hậu. Thế thì đó là một cái mục tiêu quan trọng, không phải chỉ có năm nay mà tất cả những năm tiếp theo đều luôn luôn gắn xanh với các hoạt động du lịch. Vậy kế hoạch của chúng ta khi tổ chức các kỳ VITM trong những thời gian tới là như thế nào ạ? VITM đã đáp ứng được nhu cầu một phần nào đó của những người yêu du lịch và các doanh nghiệp làm du lịch. Và các doanh nghiệp làm du lịch không phải chỉ có ở Hà Nội. Vì vậy, hội chợ VITM bắt đầu từ năm nay bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Và vào tháng 11 năm 2019, hội chợ VITM Cần Thơ 2019 sẽ được khai mạc tại thành phố Cần Thơ. Và đấy là một bước tiến mới. Nó mở cho cái hội chợ sẽ tiếp cận được với những vùng du lịch mới của đất nước. Và như vậy VITM sẽ không còn là một hoạt động biểu tượng đối với thủ đô nữa, và VITM sẽ trở thành một cái hoạt động thường niên của ngành du lịch, sẽ đóng góp trực tiếp cho việc phát triển du lịch. Vâng, xin cảm ơn ông ạ.